Xin chào mọi người, sau đây em sẽ giới thiệu về mọi người, đó là sản phẩm Sunroll của công ty Mini Garden nha mọi người nhé. Hôm nay em sẽ test thử cái độ bền màu của son cho mọi người xem ạ. Sunroll là nó là rất lì và mịn nha, nên hôm nay em sẽ test thử màu son cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Đây ạ, em vừa mới đánh ra tay nhé mọi người nhé. Đợi cho nó khô một tí đi ạ. Đợi từ 30 giây đến 1 phút cho nó khô nhé mọi người nhé. Cho nó khô đi, sau đó em sẽ test thử nước cho mọi người xem. Sau đây em xin test thử nước cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Đây ạ. Mọi người nhìn thấy chưa nhỉ? Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Son vẫn rất là bền màu nha mọi người nhá. Nước xả, xối xả vào tay mà son nó không bị bay màu đi đâu ạ. Đây ạ. Mọi người nhìn thấy chưa nhỉ? Đây nhé, em cho mọi người xem tiếp. Mọi người đã nhìn thấy chưa nhỉ? Son lâu là son siêu lì và mịn nha mọi người nhé. Nó bền màu từ 8 đến 10 tiếng nhá. Giá niêm yết của cây son này trên thị trường là 265.000 ạ. Và đặc biệt là khi mọi người đặt hàng, bên em vẫn đang có khuyến mại là mua một son được tặng một son nhé mọi người nhá. Đây ạ, em đã test rất nhiều nước vào tay rồi nhá, mà trong son nó không hề bị bay màu đi nhá mọi người nhá. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Mọi người nhanh tay đặt hàng để được có khuyến mại mua một tặng một nha mọi người nhé. Em xin chào mọi người ạ.